có cái này nghĩa là không thiếu gì, sụn gà nè, xương nè, giò nè, chả mập, vui heo, thịt ha. Đó là tôi đầy đủ xong đúng rồi nha. Đúng, còn này là tô bình thường, thịt mọc chả sụn bình thường là tô 30. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay thì Ngọc đang đi trong chợ Hồ Thị Kỷ á cả nhà. Nhớ lại cả nhà là ở đây có món cái bánh canh trảng bàng, bánh canh đuôi heo á mà Ngọc đã từng quay rồi. Tự nhiên hôm nay đi ăn buổi trưa cái nhớ quá chừng luôn. Nhớ thèm thèm hả? Chạy vòng vòng đây xong rồi thấy là món này là món mà mình thấy mình thèm nhất. Cho nên thành ra là ghé quay nè. Ghé quay rồi sẵn ăn luôn nha cả nhà ơi. Có thịt, có giò. Ở đây là số 93 trên 24B Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 nha cả nhà. Trong chợ Hồ Thị Kỷ đó cả nhà. Ấy, bây giờ là chị giống kiểu là thêm xương đồ vô nè. Tại vì trưa nay bán đông quá, thành ra là đó chị cứ làm liên tục luôn. Dễ thương quá. Đó, cũng mỉm luôn ha. Rồi đó là chị sắc sẵn nha. Còn cái này là mộc nè, nguyên vàng nè, mộc đồ nè. Trời ngon quá cả nhà ha. Kiểu cái đó là còn bánh canh chẳng bạn hả chị? Dạ đúng rồi, bánh canh được cả. Mà nếu mà tìm trên mạng đó là mình gọi là mình bánh sọt tại gì? À, bánh canh chẳng bàn Hồ Thị Kỷ. Canh chẳng bàn Hồ Thị Kỷ. Số điện thoại có trên đây luôn nè cả nhà, 0909449011 nha. Đó, chỗ chị á, chỗ chị bán bánh canh đuôi heo thì nó nổi tiếng rồi. Đó, mà cả nhà có thể là search trên mạng, trên mấy cái shop BeFood thì cũng có bán luôn, hoặc là điện thoại cũng được nha cả nhà ơi. Bánh canh chẳng bàn Hồ Thị Kỷ nha. Đó, một tô đầy đủ hết luôn, tất cả mọi thứ luôn. Chị cũng đang làm cho Ngọc luôn á, là cũng có giò nè, đuôi heo nè, rồi các loại mọc luôn, thịt luôn. Đó, xương là 65.000 nha. Nè, tô này là tô đầy đủ đó. Dạ. Chị bán là từ mấy giờ đến chiều luôn chị? Từ 8 giờ tới 6 giờ tối. Dạ, tới 8 giờ sáng tới 6 giờ tối. Thôi cái này về mình phải chọn. À. Có chỗ ăn không em, vô đây ngồi nè. Dạ, dạ. Rồi, dạ rồi á, chị múc nước đi. Dạ. Vô ngồi nha, ở trong đây thì chị có chỗ ngồi bên đây nè cả nhà. Ở đây cũng có luôn. Ở đây thì là trong chợ Hồ Thị Kỷ cả nhà nha. À, chị bưng vô cho mình là ở số 93 trên 24B của Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Đi vô nha. Cái này là mộc đúng không ạ? Dạ, cái này bên đây là mộc chiên. Mộc chiên. Cái đó là gân nha chị ha. Ừ, cái gân của gà đó. Dạ. Em thấy bán trên app quá chừng luôn chị á. Tại buổi trưa á, khách công ty rồi đó. Chị ơi, hai tô mình ăn gì vậy? Nổ đơn liên tục. Miên nó đợi ly nước nữa nha nghe Miên ơi. Cái này ít bánh rồi. Đuôi heo. Bánh canh đuôi heo. Tô như này là giá 40.000. Dạ.
Chúc mừng ba. Này như cái này. À, tô này bình thường nha, tô này ít lắm. Một tô như vậy chị đang múc đuôi heo là 40 ngàn cả nhà. Còn nếu bình thường là 30 chị ha. Dạ đúng rồi, bình thường là 30. Ăn đuôi không hoặc giò không mới là 30. Còn mình cộng nhiều món vô thì nó thành 40, 50, 60, 65. Tùy theo đồ ăn. Còn đuôi heo không quá chừng. Trước em có quay em Sài Gòn phố. Em có quay chị một clip. Xứng đáng luôn đó. Không thấy quá chừng hết. Anh đi với ăn được có cho đặc biệt. 65k. Em thấy chị bỏ hết phần mỡ luôn ha. Bỏ hết. Để hết luôn, giục luôn. Kiểu như mỡ thì kiểu bán thì ăn dễ ngán, để mỡ gì vừa thôi. Ít thôi mà mỡ nhiều quá. Hôm nay ha, chưa đi làm á, về cái đi vòng vòng bên chợ Hội Thời Kỷ nè cả nhà. Tới xong đi kiếm, tại vì khu vực này là cũng khu vực của nhà bạn Ngọc sống nha. Cho nên thành ra là mình nhớ cái bánh canh đuôi heo. Ui, cả nhà thấy đuôi heo nè. Đó, để nguyên cái luôn cho nha. Cả nhà mình nhìn thấy nha, đuôi heo ăn sẽ giòn giòn á. Rồi, bánh canh ở đây là bánh canh Trảng Bàng. Tô Ngọc đang ăn là 30, ôi lộn, 65 ngàn nha. Loại bò ớt nhiều quá cay. À, mình mắc cười quá. Ngon. Ngoài giòn. Giòn giòn, giữ được độ giòn. Nhưng mà thêm mềm mềm đó nha. Nước súp nó thanh đó cả nhà. Nó thanh. Ở đây có một chiên nè, một bình thường nè. Mọc nên ngon ghê. Đặc biệt là cái nước bánh canh á, nó thanh làm cho mình ăn nó ngon hơn. Rồi, tô nhiều quá. Tô nhiều thứ trong đây quá, có thịt, có xương. Đây, con này có cục giò luôn nè. Giò ha, giò gân nha. Giò gân giòn. Da giòn giòn ha. Xong rồi ở trong đây nó có cái sự giòn gai dai của gân nữa. Giống như cái sợi bánh canh này, sợi bánh canh mình kiểu đúng là bột gạo nhưng mà nó làm theo kiểu gì á, cả nhà mà ăn mình cảm thấy nó dai dai á, nó thơm thơm dai dai, với lại cái phần nước dùng nó cũng ngon, nên thành ra là mình ăn cái tô rất là ngon, vị nó thanh. Đó, ở đây thì cá nổi tiếng nè. Nếu mà cả nhà muốn mua ở nhà mình ăn thì có thể là gọi trên app nha. Trên app này là bánh canh Trảng Bàng Hồ Thị Kỷ nè cả nhà. Chà dâu ngon. Chà dâu tầm hơi bị chất lượng luôn. Vì chưa hỏi giá nên không biết là giá bao nhiêu. Nhưng mà cái vị nó đậm đà, chua nhẹ. Thêm có chút bình là dâu tầm nữa. Cũng ngon, cái này cũng ngon luôn. Mà ăn cũng rất là
Ủa anh, cái ly này bao nhiêu ạ? Cái này mình bên nào vậy? Dạ Sài Gòn phố ạ. À, lâu lắm rồi mà. Bây giờ, dạ bây giờ em quay lại á. Đúng rồi, anh có coi hả? Có chứ, hồi xưa em có quay cho anh. Đúng rồi, đúng rồi. Em ngồi bên đây nè, đúng không? Bên đây nè anh, cái bàn bên đây nè, bàn bên hông chị nè, ngay ngay chị nè. Bên đây nhớ dạ. Mà. Dạ. Ngồi hoài mà có theo dõi mà. Ồ vậy hả? Mai mốt nữa coi, dạ hôm nữa. Một bữa, ở là không tùy chiều nay lên chứ. Đó là anh chủ nha, hồi xưa thì hình như chị cũng khi Ngọc quay thì chỉ có chị chủ thôi. Bây giờ anh chủ ra phụ luôn cả nhà, bữa trưa đông đông lắm. Wow, mình ăn trưa tiếp nha, tại vì xíu nữa mình còn phải đi làm tiếp nữa cả nhà ơi. Để cho anh quay phim cũng ăn nữa. À, cái tô của anh quay phim là 30 ngàn nè, đó tô đầy đủ nha. Nước dùng thì y chang như vậy nhưng mà giống như kiểu là nó ít đồ hơn chút. Đó, 30 ngàn nha. Rồi, chào bạn khán giả trong các video tiếp theo nha. Ba cái đô là 102, một cái cặp có đô là 400. Trên đồ ăn lên nha. 165, 165 với lại 60 ngàn nữa là 225, với 12 ngàn nữa là 237 ngàn. Đó là ship trên app chị ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa ra cái đó nè, mấy cái phần này 6 cái hộp mình cho giá vô nha. Sao bọc giá? Thôi Bim Bim lấy cái gì vậy? Cho 37 tháng 13 đi.